Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với channel Easy Frontend và mình là Hậu trong video này Mình và tất cả các bạn sẽ cùng nhau tiếp tục cái series TypeScript ha Thì đây là uh, chương số 2 bài số 5 đây là một cái topic nó khá là mình nghĩ là ai cũng biết các bạn ha. Nó là const và let thì bạn nào cũng biết mất tiêu rồi. Tuy nhiên là nó sẽ có một số thứ mà các bạn cần lưu ý ha. Thì coi thử nó là gì mình sẽ tìm hiểu trong video này nha. Ok bây giờ mình bắt đầu thôi. rồi thì uh, uh, ở cái video này thì nó không có sự khác biệt gì giữa javascript và TypeScript ha tuy nhiên mình có một số cái lưu ý để cho những bạn mà mới ha thì các bạn cùng biết thì khi nào mình sử dụng cons khi nào mình dùng let và uh, một số cái naming convention các bạn đặt tên biến ha rồi thì uh, có một số bạn uh, thì đa số là toàn là uh, dùng let thôi uh, rồi khi nào là hàng số thì mới, mới dùng là cons nhưng mà thật ra uh, là cái cái mà mình nên dùng á thì đó là nên luôn ưu tiên dùng const các bạn ha chứ không phải là dùng let các bạn ha bởi vì á uh, ông let thì ông sẽ gọi là có khả năng bị thay đổi còn const khi bạn đã khai báo ra rồi khởi tạo đấy chị rồi thì bạn sẽ không thay đổi được ha mà quản lý những thằng ít thay đổi không thay đổi nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với những thằng là uh, có khả năng thay đổi đúng không? nếu mà thay đổi thì kiểu như là tại thời điểm bạn sử dụng cái biến đó bạn không biết giá trị nó thật sự tại thời điểm đó là cái gì ha cho nên là để an toàn hãy luôn sử dụng con giúp mình được chưa thì trong thằng con này mình có hai tình huống sử dụng một là bạn dùng cho hàng số ha một là dùng hàng số thì mình sẽ dùng dạng cái đặt tên biến sẽ là case viết hoa hết còn cái thứ hai là dùng cho một cái biến nhưng mà mình không có nhu cầu thay đổi từ lúc mình tạo nó ra với một cái giá trị khởi tạo nào đấy được chưa? tức là nhiều khi mình chỉ tạo ra một cái mình muốn có một cái biến uh, gán cho nó một giá trị nào đó và mình không có nhu cầu thay đổi nữa thì mình hãy dùng const. <laughs> OK? thì uh, lúc đó đừng dùng let cho các bạn nha. khi bạn dùng let ý nghĩa là um, uh, tôi muốn thay đổi cái biến này, biến này có khả năng thay đổi. còn nếu bạn nói là cô okay, cái biến này tôi không có nhu cầu thay đổi thì hãy luôn dùng const giúp mình, được chưa? Rồi thì à, đây là một số ví dụ khi mình đặt hàng số này ha, ví dụ API URL, background URL hay là default size vân vân. Thì có thấy là mình sẽ viết hoa hết và mình sẽ cách nhau bằng cái à, ship gạch ha. Thì nên nó gọi là upper case, ok. Rồi, đó, thì cái này dùng cons này ha. Rồi, trong trường hợp mà các bạn dùng à, dạ, à, dạng gọi là cái biến mà không có nhu cầu thay đổi ha. Thì như một cái chuỗi nè, số nè hay là true false nè, Uh, object nè. Các bạn lưu ý ha, có một số bạn mới cũng hay hay nhầm một cái là uh, ở đây là một cái mặc dù đây là const nhưng mà mình thay đổi được cái thuộc tính của nó, được chưa? Thì nó <laughs> mặc uh, các bạn lưu ý ấy, cái const của mình á nó chỉ hạn chế cho mình cái chuyện là mình gán cái student này, bạn thực hiện một phép gán bằng một object mới thì không được. Const sẽ không cho phép các bạn thực hiện phép gán. Ok. Uh, sau khi đã khởi tạo, được chưa? nó chỉ cho bạn gán lần đầu tiên này thôi là sau đó bạn mà gán lần nữa là sẽ báo lỗi được chưa còn cái chuyện mà bạn tương tác ở trong cái thuộc tính của các object này hoặc là trong cái array bạn có thể dùng thuộc tính như là number list push hay chấm pop gì đó thì vẫn được bình thường các bạn ha mặc dù nó là const tại có nhiều bạn đang là tưởng là nếu mà dùng const ở đây bạn sẽ không thay đổi được cái thuộc tính của object luôn thì cái đó là sai nha cái đó là các bạn vẫn có thể thay đổi được bình thường ha không có vấn đề gì cả bên mảng cũng vậy ha push pop này là các kiểu bình thường ok ha chỉ là bạn không được thực hiện phép gán lại thôi ví dụ đây bạn mà để number list này bạn để một phép gán bằng một cái mảng khác chẳng hạn thì nó sẽ báo lỗi ok rồi thì như vậy là cons các bạn ha nhớ hai tình huống một là hàng số hai là à, một cái biến mà không có nhu cầu thay đổi còn trường hợp để dùng led thì đơn giản là <laughs> mình có nhu cầu thay đổi thì dùng led thôi ha ví dụ là thường là như cái biến đếm hoặc là biến chạy ở trong cái vòng là for nè hoặc là ví dụ khi bạn mà có một cái mảng này lúc này bạn có thể thực hiện phép gán được này ha bạn dùng let ban đầu nó là một cái mảng nào đấy lúc sau bạn gán nó là thành một cái mảng khác ha thì lúc này bạn phải dùng let ha còn trong trường hợp này bạn dùng const bạn mà thực hiện phép gán như thế này nó sẽ báo lỗi nha được chưa còn bạn mà muốn thay đổi như thế này này bạn phải dùng dùng let nha ok à, khi mà có let thì bạn có thể là thực hiện được những cái uh, phép gán lại giá trị ok ha nhớ là luôn ưu tiên dùng const giúp mình được chưa trong trường hợp mà bạn cần có nhu cầu thay đổi thì bạn mới dùng let như vậy cứ mặc định bạn cứ gọi là const với mình cứ mặc định là cứ gõ const ha rồi khi nào bạn cần thay đổi thì chuyển thành let ok đó vậy thôi ha rồi thì đây cái phần naming convention phần này quan trọng này tại có một số bạn uh, đặt mình thấy là đặt tên rất rất là lung tung luôn ha thì các bạn lưu ý giúp mình bạn đặt tên uh, biến mà hàng, dạng dạng hằng số các bạn ha, à, tên hằng số à, để cho, bỏ chữ biến <laughs> Tên hằng số thì các bạn sẽ đặt dạng upper case, tức là viết viết hoa tất cả các chữ cái và các từ nó sẽ cách nhau bằng chữ ship gạch ha, đó là upper case. Bạn mà đặt tên biến mà dạng boolean tên mà đúng sai thì nó nên có những cái prefix như là từ has hoặc là từ is hoặc là từ uh, những cái từ mà nó mang cái ý nghĩa là true false ví dụ show, hide thì những cái từ ví show tức là có show hay không thì tức là nó cũng là một cái ý nghĩa là uh, true false các bạn ha hoặc là để cho chính xác hơn mình có thể là is show cũng được ha nhưng mà mình thấy cũng có nhiều cái người ta chỉ để là show thôi cho nên là ok show cũng được hoặc là selected cũng được tức là những cái tên nó phải tốt lên cái chuyện gọi là nghe cái là biết là ok nó chỉ nhận được true hoặc là false thôi ha à, đó thường là sẽ là has nè cái chữ has nè chữ is nè is active is selected is gì đó vân vân rồi has something has something has something gì đó ok ha thì đó tên Boolean nhớ đặt tên cho nó đúng các bạn ha các bạn làm sao đặt cái tên mà người ta nhìn vào người ta biết nó là cái gì chứ đừng có đặt cái tên mà nó chung chung kiểu như là result x chữ e chữ e hay là chữ gì đó toàn là những cái từ nhìn vô không biết nó là cái gì hết thì thật sự rất là khó để đón hoặc là Uh, uh, mình mình đọc code mình không thể hiểu được lúc đó mình phải đọc code nhiều hơn để mình có thể hiểu được cái cái biến đó mang ý nghĩa là gì các bạn ha thì cố gắng mình đặt tên làm sao đấy để mình đọc vào là mình biết là cái tên đó nó đang giữ cái giá trị gì các bạn ha trường hợp bạn đặt một cái tên biến mà nó là dạng số ít ha thì bạn sẽ dùng danh từ đây là một danh từ số so ít ha tức là không có s ha ví như là đó là student hay là nó là product này nó là count nè, nó là command nè, nó là category nè, vân vân. Thế ra danh từ nhưng mà danh từ số ít các bạn ha. Ví dụ bạn đặt một cái tên biến là student, bạn hoàn toàn biết đây, ok, đây là một cái biến ở chứa dữ liệu của một student nào đấy. Đặt tên là hiểu liền. Trường hợp bạn bạn dùng cái danh sách á, bạn dùng thì mình cái chữ suffix là chữ list ha. Ví dụ student mình sẽ có là student list, product thì mình sẽ có product list. Có những uh, có những bạn á thì dùng cái thêm chữ s tức là student thì student có s nhưng mà thật ra bạn dùng cái chữ S đó Tại sự khác biệt giữa student và student có S đó, nó nó, nó nó khác nhau chút xíu à Mà bạn biết là lúc code mình rất là hay bị nhầm Cho nên là cái việc mà mình phát hiện cái chữ student và student có S đó, Nó rất là khó luôn Cho nên là để cố gắng phân biệt số ít và số nhiều đó, Mình dùng chữ list đi ha Nó dễ phân biệt hơn Để tránh gây nhầm lẫn Ok Cứ trường hợp mà list thì cứ thêm cái suffix list cho đơn giản Được chưa Đấy và cái chỗ này là cái danh từ số số ít ha ok rồi còn tên hàm thì các bạn đặt tên như mình ở thể động từ tức là tại hành động mà hàm tức là hành động thực hiện một cái gì đấy thì nó phải là động từ nó phải bắt đầu là bằng một cái động từ ví dụ là add something do something convert something vân 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 tức là nó phải bắt đầu một động từ được chưa là bạn cứ lúc nào cũng vậy cứ đặt tên bắt đầu bằng là một cái động từ ha rồi những bạn mà mà uh, tiếng anh chưa được nhiều quá chưa như tôi vẫn á thì cố gắng tra cứu đừng có dùng tiếng việt các bạn nha trong dự án đừng bao giờ dùng tiếng Việt để đặt tên biến các bạn ha Bạn mà đặt tiếng Việt mai mốt mà lỡ tim bạn có một người nào đó Ví dụ là người nước ngoài đi Họ vào làm tim của bạn đọc có tiếng Việt không là chết họ luôn á Họ đâu có hiểu gì đâu ha Lúc đó là bạn phải đi refactor lại ha Lưu ý đặt tên biến phải luôn luôn đặt tiếng Anh Nếu bạn chưa có biết cái từ đó mà ý nghĩa là gì Thì cố gắng đi tra cứu ha Ok Rồi thì đó là một số ý mà mình cần À, chia sẻ cho các bạn trong cái phần cons và let này nhớ là luôn luôn dùng cons ưu tiên luôn luôn dùng cons ha à, khi nào cần thay đổi mình mới dùng let rồi nhớ những cái quy tắc đặt tên như thế này để các bạn đặt tên lại cho nó đúng cho nó chuẩn à, nhìn cho nó à, hiệu quả các bạn ha đọc code đặt vào tên biến đọc vào cái tên biến là hiểu được nó gọi là nó chứa dữ liệu gì là đó là một cái sự thành công à, có các bạn sẽ đọc dễ hiểu hơn rất là nhiều ha À, hạn chế dùng những cái từ common chung chung như là result mấy cái <laughs> đó không biết result đó là cái gì luôn á ha hạn chế dùng dùng mà những cái từ chung chung giống như vậy ha hạn chế ha rồi ok thì đó chỉ là trong video này khá đơn giản các bạn ha cảm ơn các bạn đã theo dõi video này hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha